7 chữ đừng giúp bạn luôn bình tĩnh giữa dòng đời. 1. Đừng để ai nói cũng nghe. Hãy xem xét động cơ thực sự của đối phương. Họ lo lắng, quan tâm đến mình hay vì mục đích nào đó. Trước hết hãy tập lắng nghe ý kiến của người thân, họ thực sự quan tâm vô điều kiện tới bạn. Chuyên gia, họ có kiến thức, am hiểu chuyên môn. Khách hàng thường phản ánh chân thực vấn đề họ gặp phải. 2. Đừng nghĩ tới thành công khi chưa chịu trả giá. Bất kỳ kết quả nào cũng phải trả giá bằng thời gian, tiền bạc, công sức, kiến thức, năng lượng, cảm xúc. Hãy xác định và cam kết trả đủ. 3. Đừng vội kết luận khi chưa đặt vào hoàn cảnh cụ thể. Soát việc bảo đã bắt đầu làm thì phải nghĩ đến thất bại. Soát hương nói đã làm thì đừng nghĩ tới thất bại. Vậy ai đúng ai sai? Sự thực là ai cũng đúng, mỗi người lại thành công ở các tình huống, bối cảnh khác nhau. Vì vậy bạn hãy căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của mình để áp dụng cho hiệu quả. 4. Đừng cái gì cũng nhớ. Trí nhớ con người có hạn, không thể lưu trữ và nhớ hết được các dữ liệu. Vì vậy, việc gì làm được thì làm luôn. Việc gì chưa làm được ngay thì nên ghi vào sổ tay hoặc lưu vào các phần mềm lưu trữ trên điện thoại, máy tính. 5. Đừng tò mò khi không thấy có lợi. Thường người ta chỉ thích tò mò, dị tính hay soi mói. Xem có em nào lộ hàng, ca sĩ nào dính phốt, có drama nào hot. Điều đó là tốn thời gian của ta, chả mang lại lợi ích gì. Thay vì thế, hãy quan sát xung quanh xem có ai thành công. Và tự hỏi, sao họ có thể làm được như thế, làm sao để mình làm được như họ. Mình cần làm gì để tránh các lỗi sai. Họ thực sự là những người thầy thực tế đó bạn. Soi được công thức của họ thì bạn sẽ biết mình phải làm gì. 6. Đừng tham lam. Nguồn lực của chúng ta luôn có hạn, vì vậy hãy chỉ nên tập trung vào 3 đến 5 mục tiêu trong một khoảng thời gian. Hạn chế tối đa việc dàn trải nguồn lực, sao nhãng vì quá tham nhiều thứ. 7. Đừng tranh cãi khi có quan điểm trái chiều với người khác. Mỗi người đều có quan điểm, góc nhìn khác nhau khi nhìn nhận về một sự việc. Thay vì tranh cãi về việc ai đúng, ai sai, ta hãy thử tìm điểm chung nào đó, tìm những trường hợp nào thường xảy ra có liên quan để cùng trao đổi, như vậy cả hai bên sẽ cảm thấy hài lòng hơn. Hy vọng 7 điều trên sẽ giúp bạn thu hoạch thêm được điều gì đó bổ ích. Bạn có quan điểm cần bổ sung hay trải nghiệm nào liên quan tới nội dung của video, hãy comment bên dưới video để chúng ta cùng trao đổi nhé.